Hôm nay thì mình quay trở lại video ngày hôm nay để nói về con chim quắc. Thì chủ đề hôm nay mình nói về con chim quắc là tại sao những con này ngầu quá. Tại sao những con chim quắc mà nuôi từ nhỏ lên mà nó lại nhát tung lòng? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các em mà cái kiến thức mà mình đã học hỏi được từ những cái người anh có kinh nghiệm và chính mình trải nghiệm. Tức là mình xin tâm sự với anh em á, là mình có nuôi chim con từ nhỏ. Mấy năm ngoái á, mình nuôi chim con từ lúc mà nó mới nở ra, thì trong khoảng 2 tháng đầu á thì con chim nó rất là dạn và thân thiết với người. À, chế độ nuôi thì rất là tốt, nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu trở lên á, từ tháng thứ ba đến tháng thứ sáu, thứ bảy á, là con chim quắc của mình á là nó tung lòng, nó nhát và nó sợ chính mình luôn. Mình là cái người đã nuôi nó từ nhỏ, nhưng mà mình vẫn nhốt ở một cái vị trí mà hàng ngày này, gia đình đi ra đi vào, nhưng mà nó vẫn rất sợ. Thì mình mới thắc mắc, mình không hiểu là tại sao một con chim quắc mình nuôi từ nhỏ xíu như vậy mà bây giờ nó lại trở nên giống y như là một con chim bổi, nó to như lòng, nó lòn ghê lắm. Mình rất là buồn, thì mình mới trăn trở, mình mới nghĩ là nếu như mà mình biết rằng là mình nghĩ là do mình nuôi sai cách. Nếu mà biết mà con chim quắc mà nó lây mà nó từ chim con lây mà nó tông mà nó nhóp như thế này á, thì thôi ngay từ khi mà còn nhỏ trong vòng 2 tháng đầu thì mình bán cắt rồi, bán cho nó khỏe chứ nuôi lớn làm chi mà nó nhóp dữ đó. Thì mình mới đem cái câu hỏi đó, mình đem câu hỏi đó mình hỏi rất nhiều người, anh em chơi quắc ở trong nghề, thì những anh em ở khác tỉnh thành mình vẫn điện và hỏi về vấn đề đó. Thì tổng kết lại mình nhận được một câu trả lời, đó là đặc tính con chim quắc nó là như vậy. Và mình nhận được một câu trả lời rất bất ngờ từ một người anh, và mình cảm thấy rằng câu trả lời đó rất hay, rất đúng, và chính bản thân mình cũng thấy nó hay. Tức là anh đó nói là con chim quắc trong giai đoạn từ tháng thứ ba trở lên đến tháng thứ tám, thứ bảy là nó cực kỳ nhót, và tất cả những anh em bị mất chim, sảy chim trong giai đoạn này rất là nhiều. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, con chim của em như vậy em cứ nuôi bình thường, nuôi tốt. Khi mà nó lên tháng thứ 8, thứ 9 trở lên á, khi con chim bắt đầu nó nổi, nó kêu, thì em cứ cho màu tươi, em ăn chế độ tốt vào, chăm sóc tốt vào. Khi nó bắt đầu nó kêu, nó quắc, thì con chim quắc nó trở nên dọn lằn, thuần lằn trở lại. Và khi nó nở hoàn toàn, ví dụ như con này á, là một một mùa lông rồi, nó nở hoàn toàn thì nó trở lại thuần giống như là mình nuôi khi nhỏ vậy. Thì anh đã nói như vậy, thì mình ban đầu mình không có tin, nhưng mà sau khi mình nuôi bốn con chim quắc con của mình á, thì mình thấy rằng là cái điều anh ấy nói rất là đúng. Và hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người anh em chơi chim quắc là như vậy. Tức là nhiều anh em nuôi chim con, đảm bảo anh em nuôi chim con lên á là chắc chắn nó sẽ thuần, anh em sẽ nuôi tốt thì nó sẽ thuần. Còn cái vấn đề mà lo lắng như 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 mình á, là mình lo là tại sao trong tháng từ tháng thứ ba trở lên, tháng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám là nó tông dữ dội lắm, mà sao khi mà nó làm sao cho nó dọn lại, nó thuần lại, hay là do cách nuôi của mình? Thì mình nhận được câu trả lời như vậy, và hôm nay chia sẻ với các em là anh em đừng lo, đừng bao giờ lo lắng. Cứ nuôi, khi nào con chim mà nó nổi nó quắc, thì khi đó anh em thúc màu tươi vào thì con chim nó lại dọn. Đây là con chim được hơn một năm tuổi của mình đây, con quắc sẻ. Thì hôm nay mình chia sẻ vấn đề như vậy. Những cái con quắc con của mình á
là đúng y khi mà từ tháng thứ 8, thứ 9 trở lại nhé, khi mà bắt đầu nó kêu cả cả rồi đó, nó quắc quắc là sơ sơ rồi đó, thì bắt đầu nó thuần lại này, nó đứng lại, nó không có còn lậu nữa, mình lại gần cho ăn thuốc hồi bình thường, nói chung là nó trở nên thay đổi. Thì đó là cái đặc tính của con chim quắc. Thì không biết có nhiều anh em chuyên nghiệp thì sẽ hiểu điều này, còn nhiều anh em mới chơi thì mình chia sẻ như vậy cũng giống như mình mới chơi, khi đầu tiên mình mới chơi mình tìm hiểu cũng như vậy. Cho nên mình thấy nó hay như vậy. Ban đầu mình cứ nghĩ là mình sẽ thắt bợ, mình thắt bợ khi mình nuôi chim con. Ồ, không may rồi. Khi mình thắt bợ mình nuôi chim con, nhưng mà trong quá trình nuôi khoảng 1 năm thì mình đã hiểu được cái điều một anh chơi lão làng trong nghề chim quắc đã chia sẻ cho mình, và hôm nay mình chia sẻ lại cho tất cả các anh em trong hội quắc cũng như là anh em đam mê chim quắc được hiểu, tức là cái đặc tính của chim con như vậy. Mình đang nói về chim con thôi nhé, còn nếu mà chim bổi á thì cái đó nó khó nữa, nó ở một đẳng cấp khác nữa. Hoặc là chim con mà anh em bắt chim con mà nó đã lớn rồi á, nó được 1 tháng 2 tháng tuổi rồi thì thuần cũng rất khó, bởi vì nó đã đi theo mẹ rồi, cái dòng chim quắc nó đã đi theo mẹ rồi thì anh em đem về thuần thì nó cực kỳ khó. Nói chung thuần được, nhưng mà anh em phải chịu khó, phải nuôi, phải có cái chế độ ăn ép nó để cho nó ghiền người, mình lại gần là mình cho mồi, lại gần là cho mồi, nó quen và nó quý mấy mình. Mình cho ăn cái chế độ tốt thì mới thuần được một con chim mẫu hoặc là một con chim con mà anh em bắt ngồi rừng về. Còn nếu mà chim con mà anh em ấp nở ra thì anh em cứ yên tâm, 100% anh em nuôi là nó sẽ, khi mà nó nổi á, nó sẽ đứng con chim lại, dọn lại, và nó giống như một con thuần, cực kỳ thuần luôn. Anh em rồi vuốt ve tập và nó lại thuần, bởi vì nó là chim con lay mà nuôi, mình ấp nở ra hoặc là nó vừa nở là mình bắt về rồi đó thì được đó. Thì mình chia sẻ với anh em như vậy. Và bây giờ mình sẽ cùng anh em đi quay mấy cái con chim quắc mà mình đã nuôi được 9 tháng rồi nha anh em. Trước đó từ tháng thứ 3 trở lên là nó như một con chim bổ, nó nhảy tưng. Nhưng mà bây giờ khi mà nó biết kêu, nó tập kêu thì bắt đầu nó chỉnh lại. Và một số con chim mà nổi hẳn qua 1 năm tuổi thì bắt đầu nó chỉnh hoàn toàn và nó giận hoàn toàn. Đây con chim này là 1 năm tuổi này. Mình hay buổi tối mình hay bắt nó ra chơi á, nó nhảy lên trên kia nó đứng rồi. Tại vì thằng con ở dưới nó lên trên kia nó nhìn xuống, nó thích bay lên cao vậy đó. Xíu nữa mình sẽ bắt nó xuống, nó rất là dạng dĩ các anh em nhé. Con chim hồi nãy nó bay ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra xem mấy con chim chim con của mình nhé. Đây anh em. Thì đây là cái con chim quắc khoảng 8 tháng, 9 tháng. Thì mọi khi á, không phải ban đêm là nó đứng đâu anh em. Mọi khi ban đêm ban ngày gì đó mình lại gần như thế này này, mặc dù là chim con nó nở ra nhưng mà lại gần là nó tung âm. Lại gần là nó tung âm. Nhưng mà khi mà nó đã được 8-9 tháng trở lên rồi, bắt đầu nó đứng lại, nó chuẩn lại. Con này nữa nè. Đó là cái điều một số anh em mà chưa nuôi chim con, mà chưa nuôi qua chim con á, thì hay bị như vậy. Cứ tưởng là mình nuôi dở, hay là cứ tưởng là mình nuôi sai phương pháp hay là sao đó, thành ra con chim nó nhót, nó lội, rồi nó tông, nó dãy. Nhưng mà thật ra anh em cứ nuôi cho tốt, cẩn thận tí, và anh em hiểu được đặc tính của nó thì anh em sẽ tự tin là sau khi mà nó nổi 1 năm tuổi thì nó sẽ khác. Mà nếu mà con chim mà 1 năm tuổi mà nó vẫn tung vẫn ầm như vậy, tức là do anh em nuôi sơ phương pháp và do anh em đã làm nó hoảng, hoặc là có con chó con mèo gì đó hoặc những cái gì đó làm cho nó hoảng. Còn chim con mà anh em nuôi bài bản thì đúng cái quy trình nó là như vậy. Thì hôm nay mình chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và ủng hộ mình. Mình xin kết thúc clip tại đây.